Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học tiếp về cuộc đời của Đức Phật trong hạ thứ 28. Thì trong hạ này, Đức Phật ngài dạy về 50 phẩm vị mà chư Bồ Tát phải trải qua. Như kỳ trước, chúng ta đã học qua thập trụ vị và kế đến là thập hạnh vị, nghĩa là 10 phương pháp tu hành về công hạnh lợi tha của chư Bồ Tát. Và như chúng ta đã học qua hoan hỷ hạnh, là Bồ Tát nào cũng phải có cái hạnh hoan hỷ để tùy thuận mà hóa độ chúng sanh. Những cái hạnh nguyện các ngài phát ra, các ngài đều hoan hỷ, hành trì, nương vào những hạnh nguyện đó mà đổi sanh. Rồi kế đến là nhiêu ích hạnh, nghĩa là cái hạnh làm lợi ích cho mọi loài, mọi chúng sanh, dùng đủ hết tất cả phương tiện thiện xảo khéo léo để làm đích cho chúng sanh, giúp cho họ phát tâm Bồ Đề, hướng đến quả vị Phật. Và kế đến là vô sân phận hạnh, bất cứ vị Bồ Tát nào cũng phải dựa vào cái hạnh này, cái hạnh vô sân hận. Ngài đều thể hiện cái hạnh nhẫn nhịn tất cả mọi việc, không có từ trong tâm đến ngoài cử chỉ, hành động và lời nói, không có một cái gì là có cái sự sân hận trong đó. Dẫu cho bị hại, dẫu cho bị mắng nhiếc, vân vân, thường luôn khiêm cung, nhẫn nhịn đối với tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Nên chúng ta học qua cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật ngài nói ngài tiền kiếp của ngài đó là Bồ Tát Thường Bất Khinh, là đi bất cứ chỗ nào, thấy bất cứ ai đều đảnh lễ, đều nói tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ tu thành Phật. Dù cho có bị chửi mắng đánh đập, ngài cũng thường nói những lời đó, và không có một cái tâm sân hận nào hết. Và ngay cả trong kinh Pháp Hoa cũng nói rõ, Đức Phật ngài tán thán Đề Bà Đạt Đa là một vị thiền hữu tri thức của ngài, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài thành Phật sớm. Nên chúng ta thấy đối với người đời người thường, thì một khi mình bị ai đó hại mình, chửi mắng mình, vân vân, mình xem người đó là kẻ thù, mình dễ dàng sân hận, oán thù họ. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với chư Đại Bồ Tát, các ngài thường theo cái hạnh vô sân hận này, không bao giờ có cái lòng tư thù, không có cái tâm hận thù, hờn oán những người nào gieo những cái nghịch duyên nghịch hạnh đến mình, chính là những vị Bồ Tát nghịch duyên nghịch hạnh, chứ không phải là kẻ thù. Đó là khác biệt với người đời chúng ta là chỗ đó. Rồi kế đến là vô tận hạnh, là hành bất cứ hạnh nguyện nào cũng không có thối thất, không có chùn bước, trên đường đổi sanh đều có vô tận cái hạnh nguyện. Rồi ly si đoạn hạnh, nghĩa là rời cái tâm mê loạn, giữ cái tâm chánh định, chánh niệm. Rồi đến thiện hiện hạnh, là hạnh hành những cái điều lành điều thiện, giờ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh,
cho nên không có dính mắc bất cứ cái pháp nào. Hiểu rõ nguồn gốc của tất cả pháp, cho nên khéo léo dùng những cái hạnh thanh tịnh lành thiện mà cứu độ chúng sanh, chỉ dẫn chỉ dạy chúng sanh, rồi vô trước hạnh, nghĩa là làm bất cứ cái hạnh nào chư Bồ Tát đều không có dính mắc, đều không có chấp trước, vì nhờ quán chiếu được khổ không vô thường vô ngã. Nhưng mà đối với chúng sanh chúng ta đó, khi mà chúng ta làm việc xấu thì chúng ta không muốn cho ai biết cả, nhưng khi mà chúng ta làm việc tốt thì đa phần mình khoe khoang, mình hãnh diện, mình làm được những việc lành việc thiện, giúp đỡ người này người nọ, phóng sanh bố thí cúng dường làm phước vân vân, mà nói câu là tốt khoe xấu che chỗ đó, do cái sự dính mắc sự chấp trước của mình muốn tăng trưởng bản ngã, tăng trưởng sự chấp ngã, hay là muốn người ta tán thán mình, cho nên thường khoe khoang hay tự tán dương mình những cái công đức, những phước báo, những khả năng, những cái trí huệ của mình vân vân. Nhưng đối với chư Bồ Tát thì các ngài không có làm những điều đó, các thầy làm mà không thấy mình làm, độ chúng sanh mà không thấy độ chúng sanh, nên mới thực sự là độ. Làm mà không thấy mình làm mới thực sự là làm. Lấy ví dụ như khi chúng ta lái xe chẳng hạn, mà chúng ta nghĩ ở mình đang lái xe, từ lúc đó mình lo mình sợ xe bị cái này sẽ bị cái nào vân vân. Nhiều khi xe không có hư mà mình sợ hư. Còn nếu mình lái xe, mình cứ lái xe, giả sử xe có hư, có trục trặc vân vân, thì mình biết là nó hư, nó trục trặc, mình hoặc là tự sửa, hoặc là đem tìm sửa, không có gì để mà lo lắng. Hoặc là hành trì mà mình dính mắc vào sự hành trì của mình, dính mắc có nghĩa là nó là tôi lại Phật nhiều, tôi ngồi thiền lâu, tôi niệm Phật nhiều vân vân. Và nếu có ai nói ra nói vô nói mình hành trì như vậy đâu có đáng gì để mà tự khen vân vân, lúc đó mình sẽ dễ dàng bực tức. Còn mình biết cái việc hành trì của mình dẫu dài dẫu ngắn, dẫu ít dẫu nhiều, cái điểm chính là để có tâm yên hay không. Mà mình không còn thấy mình hành trì thì đó mới thực sự hành trì. Thế ví dụ như khi mình niệm Phật, mình niệm đến nhất tâm bất loạn, thì mình không còn khởi tâm niệm mà tôi đang niệm Phật nữa đó, thì lúc đó mới thực sự là hành trì, mới thực sự là niệm Phật. Còn mình vừa niệm Phật, mình vừa khởi cái tâm nghĩ ở tôi đang niệm Phật, đó là thêm cái vọng. Mà trong nhà thiền chúng ta có học nhiều lần rồi đó, trong cái tri kiến mà khởi lên cái tri kiến nữa, đó chính là cái gốc của mình, tức là trong cái thấy biết của mình đã biết rồi, mà khởi lên cái tâm niệm biết nữa, đó là cái sự vô minh điên đảo. Thì cũng vậy, trong cái việc hành trì của mình mà mình khởi lên cái sự chấp trước, đó chính là sự trói buộc. Cho nên các vị Đại Bồ Tát các ngài làm mà không thấy mình làm, độ chúng sanh mà không thấy độ chúng sanh, mới thực sự là độ chúng sanh, không có nhiễm trước, không có bị dính mắc hết tất cả vi kiền, khác với phần của chúng ta là chỗ đó, làm đâu các ngài buông xả đó, còn đối với chúng ta làm đâu chúng ta dính đó, nên chúng ta mới cảm thấy là mệt, cảm thấy dễ buồn bực, nếu người khác không có nhớ ơn mình, không có tôn trọng mình, tán thán mình, ghi ơn mình hay hỗ trợ mình. Còn ngược lại, chư Bồ Tát làm xong các ngài buông xả, dẫu chúng sanh có khen, có chê, có hỗ trợ, có tán thán, chữa mắng hay không, các ngài đều giữ cái tâm thanh thản, an lạc, tự tại, vì không có dính mắc. Và đương nhiên không phải là không dính mắc là không có công đức, không có phước báo,
mà càng tăng trưởng phước báo công đức nữa. Còn ngược lại đối với chúng ta, khi chúng ta làm việc thiện gì, chúng ta khoe khoang, thì cái phước báo chúng ta nó có giới hạn. Giới hạn chỗ là khi mà chúng ta khoe như vậy, người khác nếu mến mình, họ cũng khen tặng theo. Nếu những người đó họ ghét mình, họ nói ra nói vô, chê những cái điều mà mình làm, những điều tốt đó, mình bực tức, mình buồn phiền. Khi mình bực tức, mình buồn phiền, mình có thể mình nói xấu, mình chửi mắng hoặc hãm hại họ, thì những công đức phước báo mình giúp cho họ hay giúp cho người khác nó sẽ tiêu tan hết. Cho nên lý do tại sao chư Bồ Tát các ngài không có sự nhiễm trước ở chỗ đó, còn được chúng ta dính mắc. Rồi đến thứ tám, tôn trọng hạnh, nghĩa là chư Bồ Tát các ngài đều tôn trọng những cái pháp nào nó thuộc về những cái căn lành, những phước đức, cũng như cái pháp nào thuộc về cái trí huệ giác ngộ. Bất cứ cái pháp nào đem lại cái sự lợi lạc, sự an lạc giải thoát, nó đem đến công đức, và bất cứ cái pháp nào nó bao gồm những cái hạnh tự lợi lợi tha, đem lại công đức phước báo cho mình, đem lại công đức phước báo người khác, đem lại cái trí huệ, sự sáng suốt, sự liễu ngộ của người khác, của mình, đều trân quý hết, đều tôn trọng hết. Nên chúng ta thấy đó ha, như trong kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đồng tử đi cầu đạo với 52 vị thiền đệ thức, và trong đó nào là các vị xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, bất cứ ai, dẫu là người nam, dẫu người nữ, dẫu cư sĩ, dẫu đồng nam đồng nữ vân vân, dẫu ngoài đạo vân vân, bất cứ ai dạy đạo cho mình đều tôn trọng hết, đều đến để học hỏi hết. Nên đó là cái lẽ thật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ học từ thầy tổ mình, mà chúng ta học từ những thiền hữu tri thức, những bạn đạo của mình, và không phải chỉ học từ thầy tổ các chư thiền tri thức bạn đạo, mà chúng ta có thể học ngay cả từ các em nhỏ về cái sự hồn nhiên, cái sự vô tư của các em, hoặc là bất cứ người nào, ngay cả những người mà họ theo ngoại đạo, đôi khi họ nói những cái câu nó hợp với nhân quả, vân vân, mình cũng phải lắng nghe. Nên bất cứ trường hợp nào, bất cứ ai, nếu mình có cái tâm cầu học, cầu pháp, thì ai chỉ dẫn gì, nếu học cái chánh pháp, mình đều học, mình đều tôn trọng hết. Nên với cái tâm tôn trọng đó thì mình mới mở tâm, mình học hỏi từ những người khác. Với cái tâm tôn trọng đó, mình giữ sự khiêm cung của mình, dẫu đó là người đệ tử của mình, hay là người theo mình học đạo vân vân, hay học trò của mình, mình đều cái sự tôn trọng đó, có được cái tâm đó thì mình mới giữ cái tâm khiêm cung của mình, mới thành tựu cái công đức, thành tựu cái phước báo, thành tựu cái trí huệ. Thì nếu mình không có tâm tôn trọng, hoặc là tôn trọng pháp, hoặc tôn trọng những công đức thiện căn vân vân, mình sẽ xem thường, và khi mình xem thường rồi đó, mình không có muốn học hỏi bất cứ điều gì, không muốn làm bất cứ điều gì, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì đối với người khác. Cho nên cái hạnh tôn trọng này rất là quan trọng. Rồi kế đến thiện pháp hạnh, nghĩa là Bồ Tát thành tựu được những cái pháp lành thiện để độ tha, để bảo hộ chánh pháp, và khiến cho hạt giống Phật không bị diệt mất. Nên là dùng những cái hạnh này để giúp cho chúng sanh hiểu được Phật pháp, để hộ trì Phật pháp, còn
hiện hữu ở trên thế gian này. Nên bất cứ cái hạnh nào, bất cứ điều gì mà mình làm, chư Bồ Tát làm đều nhắm vào mục đích đó. Mục đích là duy trì Phật Pháp ở trên thế gian, và muốn làm lợi lạc cho những chúng hữu tình, bất cứ người nào có duyên với mình. Nên dẫu mình giúp họ thức ăn nước uống, dẫu mình cho họ một bài pháp hay cho họ một quyển kinh, khuyến khích họ ngồi thiền, khuyến khích họ niệm Phật, khuyến khích họ trì chú vân vân, những cái pháp đó mình nên làm. Chư Bồ Tát các ngài đều dùng tất cả những cái phương tiện thiện xảo để hành cái hạnh này, là thiện pháp hạnh này, là làm bất cứ điều lành điều thiện gì, miễn sao làm lợi lạc cho chúng sanh, miễn sao họ được an lạc, miễn sao họ được tự tại, miễn sao họ tăng trưởng được cái phước báo công đức. Mình có chịu khổ mình cũng sẵn sàng, và miễn sao Phật pháp được trường tồn ở thế gian, mình cũng sẵn sàng hy sinh. Như chúng ta thấy ha, như là Bồ Tát Quảng Đức hy sinh thân mình để vì cái sự trường tồn của Phật pháp trong chiến tranh Việt Nam đó ha, để bảo hộ chánh pháp, nhất là trong đời hiện tại này. Có rất là nhiều tôn giáo, nhiều cái tín ngưỡng ở Mỹ, ở Tây Phương, Việt Nam chẳng hạn, ai cũng muốn tôn giáo mình phát triển, rồi họ lại đi cải đạo những người Phật tử mình, rồi những Phật tử nào không có hiểu Phật pháp thâm sâu thì nghe những cái lời của tà ma ngoại đạo, của tài sư ngoại đạo nói thì dễ bị lung lay. Cho nên đối với các vị đại hộ pháp, bao gồm những vị xuất gia hay tại gia, mình có cái trách nhiệm để bảo vệ chánh pháp, để giúp những cái người mà sơ cơ chưa hiểu Phật pháp, phát tâm đến với Tam Bảo, giữ vững niềm tin với Tam Bảo ở trong nước hay là ở nước ngoài, nhất là trong cái thời này, trong YouTube, Facebook vân vân, rất là nhiều những cái tư tưởng xấu, những cái pháp của tà sư ngoại đạo tràn lan đại hải. Nếu mà mình không có hiểu rõ chánh pháp, nếu mình không có biết đâu là chánh, đâu là tà, nhất là khi mà họ phỉ báng chánh pháp, hoặc là khi họ dùng cách này cách nọ để dụ dẫn những người sơ cơ, hoặc là khi là họ dùng mưu mô vân vân để mà tiêu diệt Phật pháp. Chúng ta có bổ phận bảo hộ chánh pháp, dùng nhiều phương tiện để nhắc nhở chính mình tu tập, làm gương cho những người Phật tử xung quanh, cũng như khuyến khích những người khác, dẫu khuyến khích cho các em nhỏ, dẫu khuyến khích cho những người dân bản xứ biết Phật pháp. Đó là cái bổn phận của người tại gia, bổn phận của người xuất gia, chứ không phải chỉ riêng người xuất gia mà thôi. Nên cái thiền pháp hạnh này rất là quan trọng. Rồi đến là chân thực hạnh, là chư đại Bồ Tát các ngài, sau khi mà thấu suốt được đệ nhất nghĩa đế, sống lại cái tâm thanh tịnh của mình, Phật tánh thanh tịnh của mình, thì bất cứ cái lời nói, bất cứ hành động cử chỉ của các ngài đều diễn đạt cái hành chân thật đó. Tâm và hành động cũng như lời nói nó nhất như nó dung hợp với nhau, nó không có chống
quen với nhau mới gọi là chân thật hạnh. Còn đối với phàm phu chúng ta, có lúc chúng ta nói những điều rất là hay, nhưng khi hành trì thì nó khác. Nên có vị hỏi Bồ Đề Đạt Ma đó là làm sao mà thành tổ được, thì Ngài mới giải thích rằng khi tâm và hạnh tương ưng, nghĩa là tâm mình nghĩ sao, mình hành trì như thế đó, nó không có trái ngược, đó chính mới là làm Phật, làm tổ hay là vị thánh. Nên điều này rất là quan trọng. Nên Bồ Tát tu thập hạnh có những cái mục đích, nhưng bao gồm bốn mục đích chính. Thứ nhất là nhàm chán các pháp hữu vi, nghĩa là không có dính mắc, không có tha thiết về những cái pháp hữu vi như là tài sắc danh thực thùy, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng địa vị, thức ăn nước uống, ăn chơi vân vân. Các ngài không có dính mắc trong đó, các ngài nhàm chán những cái điều đó. Điều thứ hai là mong sớm chứng quả vị Phật để thành tựu công hạnh Phật đầy đủ. Cho nên các ngài mới hành cái 10 hạnh này. Điều thứ ba là có chí hướng cứu độ chúng sanh trong đời hiện tại và trong tương lai, vì muốn thành Phật sớm để mà độ sanh sớm, chứ không phải thành Phật sớm để người ta đảnh lễ mình, vân vân. Rồi điều thứ tư là nguyện chứng ngộ được cái pháp nhất như chân thật của chư Phật, là chứng đạt cái quả vị Phật ha. Vì bốn cái lý do đó mà các ngài mới tu tập những cái hành đó. Và kế đến là thập hồi hướng vị, là những cái phẩm vị mà chư Đại Bồ Tát các ngài phải hành trì. Điều thứ nhất là khu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng, hồi hướng, nghĩa là hướng về sự xa rời danh tướng chúng sanh để cứu hộ tất cả. Các ngài cứu hộ chúng sanh mà không có dính mắc, không có phân biệt. Các ngài dựa vào lục độ ba la mật, là sáu ba la mật đó: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Thì đối với chúng ta đã từng nghe nhiều về lục độ này, tại sao phải cần có chữ ba la mật. Ba la mật là rốt ráo, viên mãn, tròn đầy. Lấy ví dụ như cái hạnh bố thí mà chúng ta thường học rồi đó, các ngài bố thí tam luân không thịt, là không thấy mình là người bố thí, tức là không có chấp mình là người bố thí, không có thấy cái món đồ mình cho, cái vật mình cho, tức là không dính mắc vào cái vật mình cho, và không thấy hay không chấp vào cái người mình cho, là mình không có dính mắc chính mình, không dính mắc với đồ vật mình cho ra, không dính mắc với cái người mà nhận cái món đồ của mình. Đó chính là ba la mật, đó chính là trọn vẹn. Còn đối với phàm phu chúng ta, đa phần khi chúng ta cho ra vật gì đó, khi chúng ta giúp người nào đó, thì đa phần mình nghĩ là mình là người làm việc đó, mình là người cho ra, là có vấn đề nếu chúng ta dính mắc đó. Nếu mà người khác không có nhớ ơn mình, mình chửi mắng, chửi sửa, mình hại lại họ, thì bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báo tiêu tan hết. Rồi mình dính mắc vào cái vật mình cho ra hay điều mình làm cho họ, mình mới kể lể, rồi
Mình dính mắc là có người mà mình giúp, có người mình cho, nhưng ngược lại chư Bồ Tát các ngài làm mà không thấy làm, trôi xa mà không thấy trôi xa, đó mới là trọn vẹn, đó mới là ba la mật, đó mới là ly chúng sanh tướng, sở tướng của chúng sanh, và hành tướng nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, động sự, bố thí, hành bố thí, hành trôi xa bất cứ điều gì, bố thí tài thí, pháp thí và vô ý thí ha. Tài thí là nội tài và ngoại tài, nội tài là thân của mình, máu của mình hay là tủy vân vân, ngay cả đầu mắt tay chân tỳ não như chư Phật trong quá khứ ngài đã hành trì, đó là nội tài, ngoại tài là tiền bạc của cải, thức ăn nước uống, những gì mình có mình chia sẻ với chúng sanh, rồi bố thí pháp mình chia sẻ Phật pháp cho người khác nghe bất hiếu để họ hành trì, bố thí vô ý là khi mà họ sợ hãi, họ lo lắng và buồn phiền, mình đến an ủi vỗ về, khiến cho họ vui vẻ, khiến cho họ an lạc trở lại, thanh thản trở lại, bình thản trở lại, đó chính là bố thí vô ý. Nên bất cứ hành nào mà các ngài làm đều rời cái tướng chúng sanh, đều rời cái sự chấp trước, các ngài bố thí hay làm những cái hành này không có kỳ thị, không có phân biệt, dẫu người thân hay kẻ oán, nên trong kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân, Đức Phật này cũng dạy điều đó, Bồ Tát thường bố thí là không có nhớ những cái người mà hại mình, không có thù oán những cái người đã hại mình, và đối với bất cứ ai các ngài đều cứu giúp hết, dù đó là kẻ đã thường gây những cái sự đau khổ cho mình, mới là ly chúng sanh tướng, mới không có dính mắc bất cứ chúng sanh nào, dù là họ thương mình hay họ ghét mình, dù họ giúp mình, họ hại mình, dù họ là bất cứ người nào. Nên trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đối với phần phu chúng ta, khi đọc qua những cái điều này, khi nghe qua những điều này, chúng ta cảm thấy rất là khó, vì phải nói đa phần là chúng ta đều mến những cái người mà họ giúp mình, mình thương những người họ hỗ trợ mình, ngược lại khi họ hại mình thường ghét, mình thường thù oán họ. Nên chúng ta cứ tạo nghiệp với nhau ở chỗ đó. Nhưng nếu chúng ta ứng dụng một trong những cái điều này, những cái hành này trong cuộc sống hàng ngày đó, nhất là nếu chúng ta có hạng xưởng, có tiệm vân vân, nếu mà chúng ta đối xử tất cả mọi người bình đẳng hết, dẫu người đó là người Mỹ, người Việt, người Thảo vân vân, thì ai mình cũng đối xử hết, thì chắc chắn là cái việc làm ăn buôn bán của mình sẽ phát triển, và không phải chỉ làm ăn buôn bán nữa, mà khi mình đi làm việc cũng vậy, đi làm việc trong hãng xưởng, tiệm vân vân cho người khác, hoặc là mình là người chủ, bất cứ ai hay bất cứ người làm nào, nhân công nào, mình cũng đều đối xử bình đẳng, thì chắc chắn họ sẽ thương mình. Còn mình nghiêng người này ngã người kia, hướng người này mà ghét bỏ người khác đó, thì chắc chắn sẽ có những sự bất bình đẳng, là sẽ có những sự xích mích gây gổ vân vân với nhau. Nên nếu mình bình đẳng đối xử công nhân của mình, hay là bình đẳng đối xử với những người làm chung quanh mình, vân vân, thì ai cũng mến mình, ai cũng thích mình hết. Đó là mình có thể ứng dụng một trong những cái hạnh mà ở đây chúng ta học cứu hộ thế chúng sanh, ly chúng sanh tướng,
hồi hướng là hướng đến những công hạnh mà có giúp chúng sanh đi nữa, cũng rời cái tướng cứu giúp đó. Thì mình nếu hành trong những cái hành này, hay là ứng dụng một trong phần trăm phần ngàn của những hành này, thì ở ngoài đời chúng ta sẽ thành công, sẽ được nhiều người mến mộ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mà có nhiều người thương mình, mến mình làm bất cứ điều gì, đa phần sẽ thành công hơn. Nếu mình tạo oán thù nhiều thì đa phần mình làm sẽ bị người này người nọ chỉ trích hay là cản trở, vân vân. Rồi đến điều thứ hai, bất hoại hồi hướng, nghĩa là hướng đến cái sự không hư hoại. Bồ Tát này đó, ở cái địa vị này đó, không bao giờ mất tín tâm đối với Tam Bảo. Các ngài đều hướng những căn lành mình đến Tam Bảo để giáo hóa chúng sanh, giúp cho họ được nhiều sự tiện lợi, nghĩa là không có bao giờ thối thất tâm Bồ Đề của mình, cũng là không bao giờ mà khiến cho người khác bị thối thất. Tâm kiên cố bất hoại, hướng đến Tam Bảo, bất cứ công đức lành gì làm đều hướng đến Tam Bảo hết. Bất cứ làm việc gì đều muốn giúp cho chúng sanh, những người khác biết đến Tam Bảo, biết đến Phật Pháp. Nên đó là bổn phận của người Phật tử tại gia và xuất gia, chứ không phải chỉ riêng những vị Bồ Tát không thôi. Đương nhiên có lúc nếu chúng ta gặp những cái thuận duyên thuận cảnh thì chúng ta giữ được cái tâm kiên cố, nhưng có những lúc gặp những cái nghịch duyên nghịch cảnh thì có thể tâm chúng ta bị chao đảo. Nên những lúc đó, những lúc mà bị chao đảo đó, chúng ta phải gồng những chư thiện ý thức để được nhắc nhở, thì mình củng cố tinh thần, phấn chấn tinh thần để mình tu tập tiếp. Bằng không là mình sẽ bị thối thất, sẽ mất cái căn lành. Nên đối với người Phật tử, nhất là những vị phát tâm thọ với Bồ Tát, trong kinh Phạm Vọng với Bồ Tát có nhắc là thường xuyên tụng đọc với Bồ Tát, thường xuyên phát nguyện, có một cái giới răng nhắc là phải phát nguyện giữ tín tâm với Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp hành hạnh Bồ Tát theo pháp đệ thừa. Nhờ cái sự phát nguyện như vậy đó, nó sẽ nhắc nhở mình trong tiềm thức, dẫu bất cứ chỗ nào, dẫu sanh chốn nào, dẫu gặp hoàn cảnh nào, mình đều hướng đến Tam Bảo, đều đến Phật Pháp hết. Dẫu mình ở chung quanh mình đều là những người ngoại đạo, tài sư ngoại đạo, mình tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng hướng đến Tam Bảo, hướng đến Phật Pháp. Dù họ có nói ra nói vô, họ có phỉ báng nói xấu, họ có dụ dẫm gì nữa, tâm mình không bao giờ bị chao đảo, tính tâm của mình nó vững vàng. Nên ở đây nó gọi là bất hoại hồi hướng ở chỗ đó. Tâm của các vị Bồ Tát này hướng về cái tâm bất thối chuyển như vậy, cái tâm kiên cố như vậy, hướng đến những cái thiện căn, hướng đến cái đức tin với Tam Bảo, không có lui sụp, không có bị chao đảo, và khiến chúng sanh được nhiều sự lợi lạc đó. Rồi đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, có nghĩa là hướng đến những cái việc mà chư Phật trong ba đời đã làm, vị Bồ Tát này đó theo những cái gương lành của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai để làm, đã xả thân vì chúng sanh và đã hướng đến quả vị Phật như thế nào, các vị Bồ Tát này đều làm theo, hướng đến, không có nhiễm trước sanh tử, không có sợ sanh tử, không sợ khổ đau, làm bất cứ chuyện Phật sự gì
bất cứ điều gì liên hệ với Phật pháp, các ngài đều làm theo những cái gương lành mà chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại đã làm và đang làm, và làm bất cứ chuyện gì không có rời tâm Bồ đề, không có rời cái mục đích tối thượng là hướng đến người Phật, nên gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Nên nhờ đó mà không có bao giờ bị lầm lạc cả. Nên điều này rất là quan trọng, như tôi có trình bày khi trước đó. Nếu mình không có sợ sanh tử, không có sợ khổ của việc sanh già bệnh chết, thì cái việc mà mình phát nguyện hành thành Bồ Tát ở cõi này không khó hơn. Vì nếu mà chúng ta có sự tu tập chân chánh đó, thì khi xả bỏ cái thân này thì chắc chắn chúng ta sẽ qua đời sau, mà nhờ những cái hạnh nguyện, những cái nguyện lành chắc thật á, mình cũng sẽ tu tập tiếp. Người đời đó là người quen đường cũ chẳng hạn, đó là theo cái cách thức mà nói nó hơi tiêu cực, nhưng mà nói chung là mình làm cái gì nó thuần rồi đó, thì đương nhiên dẫu mình ở chỗ nào, dẫu Việt Nam, dẫu Mỹ, dẫu ở Pháp vân vân, mình cũng đều hành trì được hết. Nên quan trọng chính là mình có cái pháp nguyện lành thiện hay không, có pháp nguyện vững vàng hay không. Đó là điều thứ ba đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Một lần nữa chính là hướng đến những cái công tác Phật sự mà chư Phật trong bao đời đã làm, noi gương theo chư Phật trong bao đời mà độ sanh trong sanh tử, không có rời tâm Bồ đề của mình. Chí hướng đến điều thứ tư đó, chí hướng nhất thiết xứ hồi hướng, nghĩa là hồi hướng hết tất cả chỗ Bồ Tát ở ngôi vị này đó, đem tất cả thiện căn mình đã tu tập đó, hướng về khắp tất cả tam bảo và đến tất cả chúng sanh để muốn cúng dường làm lễ cho họ. Nghĩa là bất cứ công đức lành gì, bất cứ cái phước báo gì, đều hồi hướng đến tam bảo, đều hồi hướng đến chúng sanh, chứ không có nghĩ đến mình. Như chúng tôi trình bày, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đọc cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo là chỗ đó. Dẫu mình niệm Phật, dẫu trì chú, dẫu hành thiền, dẫu bố thí cũng dường làm phước đó, mình đều hồi hướng hết những công đức đó đến với tam bảo, đến với Phật pháp tăng, đến với chúng sanh. Nhất là nếu chúng ta phát nguyện độ sanh ở trong cõi ta bà năm cái uế trượt này đó, thì nhờ mình hồi hướng công đức đến của vị Phật đó đời đời kiếp kiếp, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị hồi thất. Nên đó là điều thứ tư, chí nhất thiết xứ hồi hướng đó. Và đương nhiên nếu mà những vị nào cảm thấy cuộc đời này nó vô thường, nó đầy dẫy những sự khổ đau, thì mình cũng hồi hướng hết những công đức mình đã làm, bố thí cúng dường làm phước tu tập vân vân, mình đến cõi Phật Di Đà đó làm tư lương, làm hình trang, để sau khi mình xả bỏ bỏ thân có đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo để mình sanh vào cõi Phật, cũng là các hồi hướng. Nhờ qua bên cõi Phật mà mình không có còn bị đọa lạc nữa. Và đương nhiên đó là một cái cách để mà mình mau qua cõi Phật sớm, để thành tựu qua Phật sớm. Còn mình không, đời này qua đời khác, mình phát nguyện hồi hướng tất cả công đức hướng đến người Phật, thì mình cũng không có bị đọa lạc, không có đi lạc, lạc vào tà ma ngoại đạo, vì mình lúc nào cũng hướng đến quả Phật. Tất cả tư lương, tất cả công đức mình làm đều hướng đến quả Phật thôi. Nên đó, điều thứ tư, chí hướng, chí nhất thiết xứ hồi hướng ở chỗ đó. Điều thứ năm, vô tận công đức tạng hồi hướng, nghĩa là hồi hướng đến
kho tàng công đức không cùng tận, hướng đến những cái thiện căn không cùng tận đã tu tập được để mà tùy hỷ đem ra phụng sự Phật pháp. Bất cứ công đức nào, bất cứ phước báo nào đều hồi hướng đến Phật pháp hết, không có dính mắc, tất cả đều vì muốn phụng sự chánh pháp, phụng sự chúng sanh, rồi tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, nghĩa là hướng đến thiện căn, những cái căn lành để mà đổi sanh tùy theo cái nhân duyên và độ họ một cách bình đẳng, không có phân biệt, không có kỳ thị, tùy theo cái nhân duyên, tùy theo phước báo, kế cơ kế lý mà đổi sanh, và nhờ đó mà họ mới thành tựu được những cái hạnh nguyện, những cái thiện căn lành thiện. Nên tất cả những cái thiện căn mà mình làm, tất cả những công đức lành đã làm đều hồi hướng đến với chúng sanh và tùy thuận theo họ với cái tâm bình đẳng, tâm không kỳ thị mà độ họ, giúp họ. Ví dụ như khi mình có những người dân bản xứ họ tới, họ muốn học hỏi Phật pháp, tùy theo cái khả năng kiến thức của mình, tùy theo sự tu tập của mình có thể chia sẻ với họ, giúp cho họ phát tâm đối với Tam Bảo, giúp cho họ có tín tâm, có niềm tin với Tam Bảo, giúp cho họ biết cách tu tập hành thiền để tâm họ được an lạc, để tâm họ được thanh thản tự tại, đó tùy theo mà giúp họ. Thì khi mà họ hỏi cái cách thức của thiền mình hướng dẫn họ, thì họ hỏi cái thức mà hay cả vẽ từng Phật, mình cũng thể nếu có khả năng mình giúp họ. Nhất là đối với người Tây Phương á, mình biết đa phần là họ rất là thích pháp tu thiền. Nếu mình không biết, mình hướng dẫn họ cái pháp tu niệm Phật chẳng hạn, thì vì họ đa phần có cái niềm tin với tôn giáo của họ rồi, hoặc là họ không có nghĩ vấn đề niềm tin là quan trọng, thì nếu mình nói về niềm tin thì đương nhiên họ khó lòng mà chấp nhận. Khi mình nói về cái sự lợi lạc của việc hành thiền quán cho họ, những cái dự kiện mà biết bao nhiêu nhà khoa học chứng minh cái sự hành thiền đem lại lợi lạc cho thân và tâm, thì nhờ đó họ mới phát tâm tìm hiểu và tu tập. Nên nói chung là mình phải tùy thuận theo cái căn cơ, theo lý thuyết của họ mà mình hướng dẫn với cái tâm bình đẳng đó, dẫu là họ người Mỹ trắng, Mỹ đen, dẫu là người Tàu, người Mỹ vân vân, bất cứ ai đến với mình, có gì với mình cũng tùy theo đó mà mình sẽ hướng dẫn họ phát triển căn lành đó. Rồi tùy thuận, điều thứ bảy, tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, nghĩa là tùy thuận hết những cái thiện căn đã tu tập để hướng về quán chiếu tất cả chúng sanh. Vì Bồ Tát Ngô Vị này đó tăng trưởng những cái căn lành hướng đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Rồi điều thứ tám là như tướng hồi hướng, nghĩa là hướng về cái tướng chân như. Vì Bồ Tát này đó, ở địa vị này đó, đem những căn lành tu tập đó, hướng về sự hòa hợp với tướng chân như Phật tánh. Rồi kế đến là vô phục vô trước giải thoát hồi hướng, nghĩa là hướng về sự giải thoát, không bị sốt buộc, không bị chấp trước, để mà tu tập.
không còn bị trói buộc, không còn bị chấp trước gì đó nữa. Do đó mà tâm của các ngài đều được giải thoát, được thanh thản an lạc, nhờ các ngài hành những cái hạnh nguyện như trên, đầy đủ tất cả công đức phước báo lành thiện. Thì thôi, đã hết giờ, chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Hay kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.